Vi gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình Văn hóa Giáo dục của đài IBC TV. Xin mời quý vị cùng Thủy Vi chào mừng và chào đón sự trở lại của giáo sư Trần Chấn Chí trong buổi nói chuyện ngày hôm nay để giới thiệu một tác phẩm mới của chính giáo sư. Xin gửi lời chào đến giáo sư Trần Chấn Chí. Dạ, xin cảm ơn và chào cô Thủy Vi và xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, giáo sư Trần Chấn Chí ngoài những giờ mà giáo sư trải qua dành cho các học sinh ở các đại học UCI, Chapman có không thưa thầy? Chapman thì có Chapman dạy nhưng dạy mà chưa? Hết rồi. Dạ thưa vâng, nhưng mà cũng đã từng dạy. Vâng, và giáo sư lại còn tận tụy với những sinh hoạt thiện nguyện trong lĩnh vực giáo dục. Có một điều mà chắc có lẽ ít ai biết đến là giáo sư lại còn là một người viết văn, viết thơ và là một tác giả chuyển dịch rất là nhiều những cuốn sách do chính tác giả chọn lựa. Ngày hôm nay tác giả đang có mặt với chúng ta, giáo sư Trần Chấn Chí vừa cho ra mắt một cuốn sách, một tập truyện, thưa đúng hơn tập truyện có lối, có tựa đề là, thưa quý vị, Lối về của nước. Lối về của nước, nước về đâu, nước đi đâu, tại sao lại có tựa đề Lối về của nước? Ngày hôm nay cảm ơn giáo sư Trần Chấn Chí đã đến đây giới thiệu một tác phẩm mới. Thưa quý vị, như Thủy Vi được biết, trong cuốn này là một tập truyện ngắn. Tập truyện ngắn này thì Thủy Vi đã có một chút ít thì giờ đọc qua một chút xíu thôi ạ. Thì thưa giáo sư, hình như là trong những cái câu chuyện của giáo sư có tự đặt cho mình một cái trường phái mới là trong mơ là có thực và trong thực thì lại có mơ. Thì có phải đây là một cái chiều hướng mà giáo sư muốn tạo ra cho người đọc cảm thấy tò mò, cảm thấy thú vị và phải đọc tới trang cuối cùng không ạ? Dạ, cô đặt câu hỏi rất hay. Xin cảm ơn cô. Thứ nhất là chúng tôi xin thưa rõ là trường phái mà cô gọi đó đúng là một trường phái nhưng không phải là trường phái mới. Nó đã có mặt từ gần cả trăm năm nay rồi và nó gọi là trường phái hiện thực ảo hay là hiện thực huyền ảo, mà trong tiếng Anh ta gọi là magical realism. Và chuyện thứ hai là tôi không có dám đặt ra, tôi chỉ thấy thích thú đối với cái trường phái này và mình chọn cho mình một hướng đi. Nhưng mà thật ra là trong những sáng tác của tôi cũng có nhiều thể loại khác nhau. Nhưng mà đặc biệt trong cuốn Lối về của nước này thì hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các tác phẩm đều đi theo cái trường phái hiện thực huyền ảo đó. Vâng, tại sao lại đặt tên Lối về của nước? Ở đằng sau cái tựa đề của cuốn sách này, tập truyện này, nó có cái ẩn ý gì không thưa giáo sư? Dạ, thường thường thì khi mà một tác giả nào đó có một tuyển tập thì người đó thường lựa tác phẩm truyện ngắn nào mà gọi là có thể đại diện cho cả cái cuốn sách để lấy đó làm cái tựa đề chung của cuốn sách, và đó là Lối về của nước. Nhưng mà như quý vị, như cô vừa Thủy Vi và quý vị đã biết đó, trong văn chương hay là thơ ca thì thường thường có nhiều ẩn dụ. Ẩn dụ tức là những hình ảnh đưa ra để độc giả tự tìm hiểu, vì trong đó nó có cái thú vị của sự tự tìm hiểu. Và mỗi người có thể thấy một cái ẩn dụ đó ra một cái hình ảnh khác nhau, chứ cũng chưa chắc đã là đúng là cái hình ảnh của tác giả muốn như vậy. Thành ra cái đó là cái sự thú vị dành riêng cho độc giả. Tôi xin phép là không có dám nói thêm về tại sao, nhưng mà tôi chỉ xin thưa là truyện Lối về của nước được tôi suy nghĩ và chọn làm cái đề tựa đề chính của tác phẩm. Vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, thường thường thì chúng ta hay thấy trong những tập truyện ngắn có những cái câu chuyện tình tứ lãng mạn, hoặc là những cái câu chuyện kể lại những kinh nghiệm trong cuộc đời của một người, của tác giả chẳng hạn. Nhưng trong những bài viết, trong những truyện ngắn của giáo sư Trần Chấn Chí, Thủy Vi thấy được rằng hình như giáo sư muốn, giống như giáo sư đã nói, đưa cái thực vào trong giấc mộng, giấc mơ, vào trong cái sự ảo tưởng.
rồi từ những cái ảo tưởng đó lại muốn đem ra để biến thành sự thật trong cuộc đời. Tại sao, cái nguyên cớ nào mà nguyên do nào mà giáo sư cảm thấy đây là một cái lối viết mà giáo sư cảm thấy thích thú và có thể viết nhiều, viết 1, 2, 3, 4, 10 câu chuyện mà dựa trên những cái nền tảng là ảo thực, thực ảo như vậy, thưa giáo sư? Dạ, cô đã hỏi thì tôi cũng xin thưa là tôi không hiểu cô Thủy Vi và quý vị thấy sao. Nhưng mà đối với tôi thấy cuộc sống của chúng ta không có đơn thuần là những sinh hoạt ban ngày, mà khi ban đêm đó chúng ta sống một lần nữa, và chúng ta sống trong một cái cảnh giới khác, đó là cảnh giới mộng. Thì tôi nghĩ cuộc sống ban ngày lúc chúng ta tỉnh thức, cũng như cuộc sống ban đêm lúc chúng ta ngủ và nằm mơ, tôi nghĩ hai cái thế giới đó nó đều quan trọng như nhau. Cái này nó bổ túc cho cái kia, cái này nó diễn dịch thành cái kia, cái này nó đưa đến cái kia. Thành ra tôi nghĩ tôi muốn nói lên những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của tôi đối với cái hai thế giới đó, và thực cũng như mộng, mà mộng cũng như thực. Quý vị chắc là cũng đã thấy cái sự liên quan giữa hai cái thế giới đó như vậy. Vậy thì có bao giờ chính tác giả, chính giáo sư đã trải qua cái kinh nghiệm mà mình nằm mơ, nhưng mà thật sự ra giấc mơ đó khi tỉnh dậy nó lại là sự thật, hoặc là trong một cái chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống của mình, sao nó mang máng giống như giấc mơ của mình đã có hay vâng, không? Vâng, có cô. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta ít nhiều gì đó đều trải qua những cái cảm giác đó. Dạ. Và nhiều khi chắc là điều này nhiều quý vị cũng có trải qua. Thí dụ như chúng ta đang nằm mơ, mà chúng ta trong mơ chúng ta biết rằng chúng ta là nằm mơ, rồi cố gắng thức dậy, rồi nó ô mừng quá, thế là mình đã dậy rồi. Nhưng mà thật ra chúng ta vẫn còn đang nằm mơ, và mình nghĩ là mình đã thức dậy rồi. Và nó cứ thế mà tới khi mà mình thức dậy thật, nhưng mà tới lúc thật thì mình cũng không biết lúc đó có thật hay không nữa. Dạ, nếu mà Thủy Vi trong cái kiến thức hạn hẹp, Thủy Vi nghe nói hình như trong khoa học có lẽ nó cũng hơi lạc đề một tí. Nó có những cái lucid dream. Lucid dream thì mình nói nôm na là có những giấc mơ mà nó rõ ràng quá, nó trong sáng, nó giống như là nó tỏ ra như là thật vậy, giống như trong cái vấn đề mà mình đang nói tới. Thì những cái lucid dream đó, đôi khi người trong khoa học người ta nói người ta dùng những cái lucid dream đó, những cái giấc mơ mà rõ ràng đó, để tìm ra cái câu trả lời cho một cái vấn đề gì đó. Thì không biết là trong cái chuyện mà chúng ta đang nói, giáo sư nghĩ như thế nào, ý kiến của giáo sư ra sao về những cái vấn đề đó? Nó có vẻ hơi khó đó cô ạ. À, như cô nói lucid dream thì chúng tôi xin phép tạm dịch là giấc mơ rất là thật, phải không ạ? Thì theo tôi thấy đó, trong giấc mơ có nhiều lúc mình thấy có mùi thơm, có mình ăn món gì có vị ngon, tức là không phải là thật là gì, phải không cô? Tiếng động đã đành rồi, hình ảnh, âm thanh, lại còn mùi vị có hết. Và khi tôi còn đi học đó, có những bài như cô Thủy Vi cũng đã từng học qua cái ngành ngôn ngữ học, trong đó có những bài tập nó giống như là bài toán, bài mình phải giải. Có những bài tập về ngôn ngữ học tôi không có giải được ban ngày, nhưng mà tối tôi nằm chiêm bao, tôi thấy tôi giải được bài đó, và tôi dạy ngay giữa đêm, tôi ghi lại, ghi tôi lại quên liền. Là có đó cô, có chuyện vâng, đó. Dạ. Có cái điều này là Thủy Vi cũng xin chia sẻ một cái kinh nghiệm này, thì không biết là nó có trùng hợp cái chuyện mà ảo với thực, thực với ảo. Là năm mà ông cụ của Thủy Vi mất, thì buổi tối hôm đó Thủy Vi nằm mơ, tự nhiên thấy mình ngồi ở một nơi rất xa, giống như là một nơi cao, thật là cao, mà xa thật xa. Nhìn xuống nó giống như là một cái núi vậy, thưa giáo sư. Thì nhìn xuống thấy tự nhiên cả một gia đình mặc đồ đen và đám tang. Thì Thủy Vi mới nói, ủa sao đám tang của ai trong gia đình mà không ai gọi Thủy Vi, mà Thủy Vi lại ngồi ở xa một mình như thế này. Thì trong cái giấc mơ như vậy thì tiếng điện thoại reng, thưa quý vị. Reng thì mẹ Thủy Vi gọi và khóc bên kia đầu dây. Thì Thủy Vi cũng mơ màng chụp phone trả lời, thì nửa tỉnh nửa mơ, con ơi bố mất rồi. Trời. Thì cái câu trả lời, thưa quý vị và thưa giáo sư, lúc đó là Thủy Vi trả lời với mẹ: mẹ ơi, con chỉ mới nằm mơ thôi mà,
Thành ra bây giờ mình nhắc lại thì giống như giáo sư nói, thực và mơ, thì có phải lúc đó trong tiềm thức của chúng ta có một cái điểm gì mình nói đến cái chuyện có cái điểm phải không ạ? Vâng, tôi thì ngay thấy những cái điều đó nó là những cái điều bí ẩn mà cả trăm năm nay nhiều người đã tìm cách để giải thích nhưng mà chúng ta thấy chưa giải thích được. Điều mà chúng ta thấy được là rõ ràng có cái sự liên quan giữa mộng và thực, mộng đưa đến thực, rồi thực đưa qua mộng. Thành ra chính đó là cái điều ám ảnh đối với tôi. Thành ra nó mới đưa đến những cái tác phẩm của mình là như vậy. Dạ thưa vâng, xin cảm ơn quý vị và xin quý vị đừng rời màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây phút qua phần thông tin thương mại của các nhà bảo trợ hôm nay.